Đây là buổi đi khảo sát toàn tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông của Cục Cảnh sát Giao thông nhằm chủ động lên phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội khi tuyến đường sắt này đi vào hoạt động. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội cho biết, sau những ngày vận hành đầu tiên, các lượt tàu đã được chạy đủ theo biểu đồ hoạt động. Tổng số chuyến đạt 287 lượt trên một ngày, đáp ứng gần như tuyệt đối các yêu cầu được đưa ra. Về nhân công vận hành trên tuyến, hiện đã bố trí cơ bản đủ 650 người vận hành trên tuyến sàng để đi vào hoạt động chính thức. Để chủ động lên phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội khi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đi vào hoạt động. Tại buổi làm việc, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông nhận định, với lưu lượng hành khách lớn trải qua nhiều địa bàn, thì việc xây dựng các tình huống về đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông, cứu nạn, cứu hộ cho hành khách là cần thiết và cần phải lên nhiều phương án, diễn tập chi tiết với nhiều lực lượng như Cảnh sát Giao thông trật tự, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đồng chí Phó Cục trưởng cũng đề nghị công ty Metro Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông và các lực lượng khác thống nhất vai trò trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến. Về an ninh trật tự nói chung và văn hóa giao thông nói riêng, đồng chí Phó Cục trưởng đề nghị công ty Metro Hà Nội quan tâm nghiên cứu thêm công tác điều hành, điều tiết hành khách lên xuống tàu và tại các nhà ga, tránh tình trạng hành khách chen lấn khi lên tàu, lộn xộn tại các nhà ga, ảnh hưởng đến thời gian hoạt động của tàu và sự điều tiết giao thông của lực lượng chức năng khi hành khách rời bến, đặc biệt là các tình huống phát sinh vào giờ cao điểm.